Nối tiếp câu chuyện ở tập trước, Kizu bây giờ tiến hành kiểm tra đôi mắt cho Hanbom, nhưng lúc này thì cô nàng vẫn có thể nhìn thấy được hai anh chàng ma nam. Kizu cũng thông báo cô là trường hợp đặc biệt, vì sau khi người đã mất ra đi thì người ở lại sẽ không thấy được tiệm chụp ảnh và hồn ma nữa. Sung Ho bảo đây có thể là định mệnh, vì 3 năm trước chúng ta định gặp gỡ nhau nhưng không thành, nên giờ hai chúng ta mới vượt qua làn danh sinh tử để tái ngộ được với nhau. Cô cố gắng nhớ lại xem, chúng ta từng hẹn đi xem hạ cánh nơi anh cùng nhau mà. Hanbom liền hỏi hạ cánh nơi anh là gì vậy? Mà 3 năm trước tôi không có điện thoại làm sao nhắn tin được với anh. Khi Sung Ho bảo có thể cô bận rộn quá nên mới quên mất, thì cô nàng lại khẳng định tôi rảnh lắm. Vì tôi đã bị đuổi khỏi viện kiểm sát rồi mà, lúc đó tôi còn sợ gặp con người vì thấy xấu hổ nữa, làm sao mà đi xem mắt được chứ. Sung Ho tiếp tục sấn tới thì bị vòng tròn bảo vệ của Hanbom hất văng thật xa. Cô nữ luật sư tươi cười khoái chí khi mình lại có một vùng an toàn có thể xua đuổi được ma quỷ. Lúc này thì Hanbom thông báo tôi sẽ đi làm kiếm tiền, nhưng Kizu ngăn lại vì sợ cô nàng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Hanbom khẳng định, thứ tôi sợ nhất không phải là ma hay quỷ, mà là sợ những người liên quan đến viện kiểm sát, sợ thất bại và thất nghiệp. Kizu tiếp tục đuổi theo và đưa cho Hanbom một túi đậu đỏ và một túi muối, cùng một cây táo tàu đã bị sét đánh trúng để cô nàng phòng thân. Anh chàng cũng yêu cầu Hanbom hãy đưa điện thoại cho mình, sau đó thì trao đổi số điện thoại cho nhau và dặn dò. Cô đừng gọi cho tôi vào buổi sáng vì lúc đó tôi bận ngủ, cũng đừng gọi vào buổi tối vì tôi bận làm việc, và đừng nhắn tin làm gì cả. Chỉ gọi khi cô thực sự cảm thấy nguy hiểm đến tính mệnh mà thôi, cứ xem số của tôi là số của cảnh sát vậy. Sau đó thì Hanbom cũng hiên ngang bước đi ra ngoài xã hội. Chưa được một lúc sau, khi Kizu đang ngủ bù thì đã nhận được điện thoại của Hanbom. Anh chàng sốt sắn hỏi han tình hình thì Hanbom lại hỏi, tôi có thể nói chuyện với người đã khuất được không? Có một vụ con cái tranh chấp quyền thừa kế tại văn phòng luật của chị Sumi, người đã khuất đang hoang mang nhìn con cháu của mình cãi vã nhau tội nghiệp lắm. Kizu liền yêu cầu cô đừng làm gì hết, tôi cúp máy đây. Khi Kizu vừa nhắm mắt lại thì điện thoại lại tiếp tục rung chuông. Hanbom bảo có một con ma đang muốn chụp hình. Tôi có thể cho nó địa chỉ của tiệm chụp ảnh được không? Kizu tức giận nói, có cho cũng không đến được đâu. Sau đó khi anh chàng đang sửa những bóng đèn thì lại bị cô nữ luật sư quấy rầy. Có một bé ma có vẻ đói bụng lắm, làm cách nào để đưa cho nó đồ ăn đây? Kizu tức tối quá nên bị ngã xuống ghế, nên liền hét lớn, cô muốn làm gì thì kệ cô. Kizu đem ra một chồng sách ghi chép từ thời tổ tiên và yêu cầu hai anh chàng ma nam hãy tìm kiếm xem từ xưa đến nay đã từng có người còn sống nào vẫn nhìn thấy được ma sau khi chụp ảnh không. Sung Ho liền bảo, tôi từng qua đời vì bị đột quỵ tim do bị ép làm việc quá sức đấy. Tôi cũng đang buồn thúi ruột vì Hanbom không nhớ tôi là ai đây này. Khi Kizu hứa tôi sẽ đốt cho cậu chiếc áo khoác mới mà cậu thích thì Sung Ho mới vui vẻ hợp tác mà tìm kiếm. Một lúc sau khi Kizu cùng Nam Gu đã rời đi thì Sung Ho tỏ ra bực bội và nhớ lại vào 3 năm trước, khi ấy mình là một cậu nhân viên văn phòng vô cùng chăm chỉ. Tối hôm đó thì mình đã tăng ca để hoàn thành xong bản báo cáo và bấm gửi cho ông sếp. Khi mình chuẩn bị thay đồ để đến buổi hẹn hò thì ông sếp lại gọi điện và yêu cầu mình phải hoàn thành bản báo cáo của quý trước và gửi cho ông ta ngay lập tức, mặc dù mình đã bảo là có một cuộc hẹn quan trọng. Nhưng ông ta liền lấy kỳ đánh giá thăng chức sắp tới ra để ép mình phải làm xong việc. Lúc này thì tim mình bắt đầu đau nhói lên, nhưng rồi mình cũng hứa là sẽ hoàn thành bản báo cáo ngay. Đột nhiên tim của mình lại càng đau hơn. Mình đã nhắn tin với cô gái có hình avatar là của Hanbom rằng hãy đợi anh thêm 30 phút nữa, nhưng chưa kịp gửi tin nhắn đi thì mình đã không điều khiển được cơ thể nữa, sau đó thì gục ngã xuống đất và ra đi. Sung Ho bây giờ cảm thấy ái ngại vì để cho cô gái mối tình đầu phải chờ đợi mình, nhất định phải gặp cô ấy xin lỗi mới được, nhưng nếu không phải là Hanbom thì rốt cuộc là ai? Hanbom tiếp tục gọi điện cho anh chủ tiệm chụp ảnh nhưng Kizu bây giờ không thèm bắt máy nữa. Lúc này Hanbom nhìn thấy một bé ma rất dễ thương đang vẫy tay chào mình, nên cô nàng liền đáp lại và liên tục dõi theo cô bé trong ánh mắt kỳ thị của người đi đường. Hanbom bây giờ tự thì thầm, ma cũng dễ thương phết, sao anh ta lại yếu đuối và sợ sệt như vậy được nhỉ? Sau đó Hanbom nhận được điện thoại của cô chị Sumi yêu cầu hãy đến bệnh viện để nhận một vụ kiện đòi lại tiền cọc thuê nhà. Lúc này thì có một luồng khói đen đầy ám khí đang bám theo cô nàng. Cô bạn thân Ji-won của Hanbom bây giờ đang ở bệnh viện và tiếp tục vạch ra lộ trình cho chuyến du lịch vòng quanh thế giới của mình. Nhưng khi bấm đặt vé thì mới phát hiện rằng số dư của mình chỉ còn lại một ít tiền nho nhỏ. Sau đó thì cô y tá cũng yêu cầu Ji-won vào phòng gặp bác sĩ. Ông bác sĩ rất bất ngờ với kết quả chụp khối u của cô gái bệnh nhân. Ji-won bảo tôi đã sống trọn vẹn một năm còn lại của đời mình như lời bác sĩ bảo rồi. Nhưng tôi ghét phải chết trong bệnh viện lắm. Ông bác sĩ nói cô mắc một căn bệnh ung thư vô cùng hiếm gặp, chỉ 100 người trên thế giới hiện đang mắc bệnh này. Nhưng cô nhìn hai kết quả chụp CT năm ngoái và bây giờ đi, khối u đã thu nhỏ đáng kể và tình trạng chuyển biến quá tốt, cô sống rồi. Đây chính là kỳ tích đấy. Ji-won liền nổi trận lôi đình và túm lấy bác sĩ và gọi là đồ lang băm. Ông bảo tôi không sống quá một năm nữa mà, nên tôi đã nghỉ việc và đốt sạch sẽ tiền thất nghiệp và tiền cọc thuê nhà để sống như một người không có ngày mai rồi đó. Hanbom đi đến bệnh viện để gặp vị thân chủ của mình và hứa tôi sẽ giúp cô lấy lại được tiền cọc thuê nhà.
Cô y tá đi đến và nhìn Hanbom với ánh mắt đầy e dè rồi thông báo, bệnh nhân vừa qua đời rồi mà nãy giờ cô nói chuyện với ai vậy? Sau đó thì Hanbom nhìn thấy dáng vẻ đầy ma mị của vị nữ khách hàng này, nên cô nữ luật sư hoảng hốt bỏ chạy ra bên ngoài và liên tục bị người phụ nữ hồn ma đuổi theo. Bây giờ thì Hanbom tiếp tục bị những oan hồn ở bệnh viện này vây quanh, cô nàng liền bỏ chạy ra ngoài, sau đó thì cố gắng điện thoại cho anh chủ tiệm chụp ảnh nhưng đã bị Kiju bỏ mặc. Đột nhiên một luồng gió lạnh bay qua khiến Hanbom giận hết cả người, một anh thanh niên tuấn tú đi đến và hỏi xin số điện thoại của Hanbom. Cô nàng hí hửng tự nhiên cầm lấy chiếc điện thoại, thì chàng trai này lại hiện nguyên hình với một luồng khói đen vây quanh, khiến cô nữ luật sư bỏ chạy mất dép và liên tục gọi tên của Kiju. Tối đến cô bạn thân Ji-won đến nhà nhưng lại được Hanbom chào đón bằng một thanh gỗ trừ tà. Ji-won bước qua làn danh với hạt đậu đỏ và muối bên dưới để vào nhà. Và cảm thấy việc làm này của Hanbom vô cùng ngớ ngẩn, cô nữ luật sư bây giờ mới cảm nhận được. Những gì mà Kiju phải chịu đựng khi mình không tin những lời mà anh ta nói với mình, Ji-won bây giờ cũng kể cho Hanbom nghe lúc cậu bị bệnh sau khi bà qua đời. Khi đó mình bận đi làm ca đêm, nhưng anh chàng Kiju đã xung phong nói sẽ đến để chăm sóc cậu đấy, anh ta còn mua cháo bào ngư cho cậu nữa đó. Sau đó Ji-won khoe ra tin nhắn mình đã đậu vào vị trí nhân viên tiếp thị của một công ty. Hanbom tỏ ra rất mừng vui vì cuối cùng cô bạn thân của mình cũng chịu yên vị tại một chỗ. Nên khi Ji-won xin được ở đây một thời gian vì không còn tiền nữa, thì Hanbom đồng ý ngay vì vẫn còn một phòng trống trong nhà. Kiju đi đến gặp gia quyến một khách hàng ma của mình thì bị gia đình này giải muối vào người để xua đuổi. Vì họ cho rằng chính vì người bố tệ bạc mà mẹ của mình mới phải ra đi, sao lại có chuyện linh hồn của mẹ mình yêu cầu được gặp lại ông ta chứ? Khi Kiju bảo bà ấy nói rằng vẫn còn rất yêu chồng mình, thì Kiju tiếp tục bị gia quyến la mắng và động tay động chân. Kiju buồn bã đi về nhà, thì lại bị Hanbom phục kích bất ngờ và lớn tiếng hỏi. Sao anh lại không nghe điện thoại của tôi? Khi nhìn thấy bộ dạng sơ xác của Kiju thì Hanbom nhẹ nhàng hỏi. Anh đã vào nhà chăm sóc tôi khi tôi bị ốm sau tang lễ của bà đấy à? Kiju giải thích tôi vào nhà để trả lại những quyển sổ ghi chép của bà thôi. Cho tôi xin lỗi vì đã làm cô phải nhìn thấy những chuyện này. Tôi đang cố gắng tìm cách giải quyết nên cô ráng đợi thêm một chút nhé. Hanbom nhẹ nhàng khẳng định hiện tại tôi vẫn ổn nên anh cứ thong thả mà tìm cách. Cô nàng dùng tay phủi muối dính trên người. Sau đó thì lại vuốt ve mái tóc của Kiju và bảo anh vất vả rồi. Vì không ai biết những việc anh đã trải qua nên người ta ắt hẳn sẽ nặng lời với anh lắm. Có lẽ tôi được ban những khả năng này để có một người có thể hiểu được những việc mà anh không thể giải bày với ai được cả. Không ai biết rằng có một Seokiju tốt bụng đang vất vả để giúp đỡ mọi người, nên từ giờ tôi sẽ khen ngợi anh thật nhiều. Anh chủ tiệm ảnh thấy ngượng ngùng quá nên tìm cớ để đi vào nhà. Khi Hanbom đã ra về, thì Kiju nhớ lại ngày xưa mình đã bảo vệ một cô gái khách hàng đặc biệt không bị những hồn ma tấn công. Và mình đã dùng vòng tròn bảo vệ để che chắn cho cô bé khách hàng của mình. Khi đó thì cô bé hồn ma cũng đã vuốt tóc và khen ngợi anh giỏi lắm đó, y hệt như những lời mà Hanbom vừa nói. Ji-won đến công ty tiếp thị làm việc và hăng hái giới thiệu bản thân mình, nhưng liền bị tên sếp cắt lời và liên tục phổ biến cho cô nàng những nguyên tắc cần tuân thủ để làm việc tại bộ phận này. Sau đó thì yêu cầu Ji-won hãy về vị trí làm việc và phải hoàn thành bản báo cáo doanh số 6 tháng đầu năm trong tuần này. Ji-won cũng vui vẻ hứa hẹn, nhưng tên sếp yêu cầu không được cười vô cớ. Khi được đồng nghiệp vỗ tay chào mừng thì ông sếp liền đập bàn một cái. Tất cả những người trong bộ phận bắt đầu xôn xao để đặt cược xem cô nhân viên mới này có trụ nổi đến 3 tháng làm việc không. Vì tên trưởng phòng Kim từng ép một nhân viên làm việc quá sức đến nổi phải qua đời vào 3 năm trước. Nghe đâu hồn ma của anh ấy vẫn còn rất dưỡng đâu đây, lúc này thì một chiếc bàn phím tự động được bấm gõ để cùng đặt cược với những người còn lại. Và đó chính là anh trợ lý Sung Ho, đột nhiên tập hồ sơ trên bàn tự động được mở ra khiến ai nhìn thấy cũng tái hết mặt mày. Lúc này thì Ji-won cũng bắt tay vào việc, nhưng Sung Ho lại phán, với cá tính này thì một tuần thôi là sẽ bấm nút biến ngay. Anh chàng ma nam cựu cảnh sát về nhà để gặp bà xã của mình, sau đó thì ôm cô vợ Naze và kể về cô gái có một chiếc vòng bảo vệ ở tiệm chụp ảnh. Lúc này cô vợ vô tình làm rơi một chiếc cốc xuống, nhưng Nam Gu đã kịp thời cầm lấy và đặt lên tay của vợ mình, khiến cô vợ vô cùng kinh ngạc. Anh chồng bây giờ cũng ước, giá như em nhìn thấy được ma như cô gái đó thì tốt biết mấy. Nam Gu sờ lên chiếc nơ trên tóc của cô vợ và hỏi, sao em còn đeo nó chi vậy? Phải mau chóng quên đi người đã mất đi chứ. Sau đó có một âm thanh vang lên, cô vợ đi vào phòng thì phát hiện đó là âm thanh của máy bộ đàm thông báo. Đã tìm thấy một người trông giống tên tội phạm Park Do-chil, Nam Gu nghe thông báo thì liền rời đi, sau đó thì ngồi trong xe hơi cùng anh bạn cảnh sát ngày xưa của mình. Nam Gu nhớ lại lúc xưa thì mình và cậu bạn này đã đồng hành cùng nhau để bắt rất nhiều tên tội phạm nguy hiểm, cả hai cũng vô cùng thân thiết với nhau nữa. Lúc này thì tên tội phạm cũng bước ra ngoài, cậu bạn cảnh sát này cùng đồng đội lập tức đuổi theo hắn ta. Anh chàng ma Nam Gu cũng phụ hai cậu cảnh sát một tay. Kiju lúc đang ngồi nhớ lại hành động vuốt tóc mình của Hanbom, thì cậu trợ lý Sung Ho xuất hiện và thông báo, tôi đã tìm được cách giúp cô Hanbom trở lại như xưa rồi. Tôi đã nghiên cứu đống ghi chép mà anh đưa cho và tìm thấy có hai trường hợp nhìn thấy được ma, và cả hai đều là trẻ con.
Người đầu tiên là một cô gái có tính cách gắt gỏng 12 tuổi tên là Giang Su, ngày nào cũng khóc vì thấy ma. Kizu liền giật quyển vở và bảo là nhật ký của tôi đấy, không phải đứa bé này đâu. Sung Ho nhận ra đây chính là khách hàng ma đầu tiên của anh chủ tiệm chụp ảnh, là con ma duy nhất có thể ở lại mặc dù 3 ngày đã trôi qua. Kizu yêu cầu hãy nói về trường hợp thứ hai. Sung Ho đưa cho Kizu xem bản ghi chép, một bé gái đã nhìn thấy được ma sau khi chụp hình cùng một khách hàng ma của tiệm chụp ảnh, nhưng sau khi chụp hình cùng một người chết nữa, thì cô bé mới trở lại bình thường được. Kizu bây giờ tự hỏi, tìm đâu ra hồn ma dùng cơ hội hiếm có của mình để chịu chụp ảnh cùng Hanbon chứ? Hanbon đi về con hẻm với ánh mắt đầy dè chừng, cô nàng nhìn thấy rất nhiều hồn ma đang phục kích trên lối đi của mình, sau đó thì chạm mặt một ông ma đầy dữ dằn với bàn tay bốc cháy. Cô nàng bỏ chạy thì bị vấp té và đánh rơi chiếc giày ra. Hanbon cố gắng điện thoại cho anh chủ tiệm chụp ảnh nhưng lại không được bắt máy. Lúc này thì hồn ma bốc cháy lại xuất hiện. Hanbon liền giải muối và đậu đỏ, nhưng oan hồn này vẫn tiếp tục tiến lên và vượt được qua khỏi vòng bảo vệ của cô nàng. Đúng lúc này thì Kizu xuất hiện và đá hồn ma này một phát. Anh chàng nhặt một sợi xích để chiến đấu, sau đó thì dùng cây gỗ trừ tà để hạ gục oan hồn bốc cháy này. Kizu yêu cầu Hanbon đừng tỏ ra sợ hãi, như vậy chỉ làm cho ma quỷ thích thú hơn mà thôi. Tốt nhất cô cứ lờ đi như không biết và đi qua thôi. Hanbon cầm tay Kizu đứng dậy và trách cứ anh chàng tại sao lại không nghe điện thoại của mình. Chiếc vòng an toàn đó chẳng có tác dụng gì cả. Lúc nãy tóc của tôi sắp bị cháy rụi rồi, anh đúng là vô trách nhiệm mà. Khi Kizu hỏi sao cô lại không ở nhà, thì Hanbon bảo, khi ở nhà thì nhìn ngóc ngách nào tôi cũng nhớ đến bóng dáng của bà cả. Ji Won thì luôn bận, ra ngoài thì bị ma truy đuổi. Ai cũng nhìn tôi như một kẻ điên vậy, tôi sợ anh lo nên mới nói là vẫn ổn thôi. Không lẽ tôi lại đi làm phiền một người đã quá nhiều mệt mỏi sao? Nhưng tôi không thể sống nổi trong thế giới này nữa đâu. Anh trả lại cặp mắt bình thường cho tôi đi. Khi Hanbon ngồi xuống khóc thì Kizu lại bước đi và lấy chiếc giày đã đánh rơi. Sau đó thì mang vào chân cho Hanbon. Kizu đưa bàn tay ra và nói, tôi sẽ trả lại đôi mắt cho cô. Cả hai đi về tiệm chụp ảnh. Hanbon ngắm nhìn những bức hình treo trên tường rồi thì thầm, sao ai nhìn cũng đẹp hết vậy, lại rất giống anh Kizu nữa. Anh chủ tiệm liền bảo, vì họ là tổ tiên của tôi và là chủ nhân đời trước của tiệm ảnh này, tất cả đều được chụp trước sinh nhật 35 tuổi. Bây giờ thì hai anh chàng ma nam đang dẫn một khách hàng của tiệm chụp ảnh đi vào. Hanbon khi nhìn thấy hồn ma này thì có phần e ngại. Và vào 6 tiếng trước, thì Kizu đã đi đến tòa nhà mà anh chàng đã gặp Hanbon lần đầu tiên và nhớ lại hồn ma của ông giám đốc tài chính đã từng cố tấn công mình. Anh chàng bước vào thang máy, thì thang máy lại bị hỏng và lại bị hồn ma của anh giám đốc tài chính tấn công. Kizu liền hứa tôi sẽ giúp anh được siêu thoát. Tôi sẽ bắt kẻ đã lừa anh và lấy lại cả số tiền lương chưa trả cho nhân viên của anh nữa. Ông hồn ma nghe thấy thì cũng dừng tay. Bây giờ thì Hanbon đang ngồi cùng ông hồn ma này để Kizu chụp một bức ảnh. Hanbon liền đi đến hỏi, chụp ảnh xong với người đó là mắt tôi sẽ bình thường thật sao? Mà sao anh lại ký hợp đồng thuê nhà với bà tôi chỉ có 105 ngày vậy? Chúng ta sẽ tái ký hợp đồng chứ? Kizu liền lắc đầu và yêu cầu Hanbon hãy về chỗ ngồi. Khi đã về chỗ thì cô nàng lại hỏi, sau 105 ngày anh định làm gì nữa? Kizu bảo còn có 89 ngày thôi. Khi Kizu chuẩn bị bấm nút thì Hanbon lại hỏi, anh sẽ đi xa à? Anh chủ tiệm gật đầu nhẹ một cái. Sau đó thì cũng nhấn nút một phát. Trong lần nhấn nút thứ hai thì hồn ma của anh giám đốc tài chính đã quay về với dáng vẻ bình thường lành lặn. Kizu cũng chúc ông ta hãy lên đường bình an. Còn ông khách hàng thì mong Kizu hãy giữ lời hứa của mình. Khi cánh cửa kết nối với âm trì mở ra, thì hai anh chàng ma nam liền quay lưng lại. Rồi thì linh hồn của ông khách hàng cũng tan biến đi và tấm ảnh vừa chụp cũng được xuất bản. Kizu nói với Hanbon cô cứ ngủ say một giấc đi. Khi tỉnh lại thì thế giới của cô sẽ về như cũ. Hanbon bây giờ khẳng định tóc mình sắp bị con ma đó thiêu cháy, nhưng Kizu bảo sao nó đụng vào vòng tròn an toàn được, chắc do cô nhầm tưởng thôi. Hanbon tiếp tục kể, tôi đã nhìn thấy thân chủ của mình qua đời tại phòng cấp cứu, nhưng tôi không thể giúp được gì cho họ cả, thế nên tôi sẽ trở thành khu vực an toàn cho anh Kizu nhé. Nhưng anh chủ tiệm ảnh bây giờ lại nói lời từ chối, cô từng bảo là sợ phải bảo vệ người khác mà, tôi cũng sợ phải bảo vệ người khác. Sau khi tôi chuyển nhà đến đây thì cô bắt đầu gặp nhiều chuyện kỳ lạ, người như tôi sao có thể bảo vệ được cô Hanbon chứ? Tuy hôm nay tôi cứu được cô ở chỗ khi nãy, nhưng lần tới chắc gì tôi đã tới kịp, tôi sẽ dọn đi khi tìm được chỗ ở mới. Nếu được chúng ta nên tránh xa nhau, sau này cô Hanbon phải tiếp tục sống như một công dân lương thiện đấy nhé. Hanbon buồn bã về nhà và nhớ lại yêu cầu hãy tránh xa nhau của Kizu, sau đó thì tự nhủ với lòng, từ nay không có chuyện phiền phức gì xảy ra nữa là được rồi. Còn Kizu khi đã đi ngủ, thì những chiếc chuông trừ tà trong phòng bắt đầu run lên, vì trước đó thì Kizu đã đọc trong sách ghi chép. Nếu mở cánh cửa kết nối với âm trì để đưa tiễn hồn ma chưa được siêu thoát còn ở trần gian được về với suối vàng, thì người mở cánh cửa đó có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng vì can thiệp vào làn ranh giữa sự sống và cái chết. Bây giờ thì Kizu với tay lấy hũ thuốc của mình, nhưng lại ngã quỵ đi. Sáng hôm sau Hanbon thức dậy với tâm trạng vô cùng hồi hộp, cô nàng thay đồ chuẩn bị đi làm và dùng dây buộc tóc che vết sẹo của mình lại. Sau đó thì mở mắt ra nhìn thế giới,
và không còn nhìn thấy một hồn ma nào nữa. Lúc này ở một công ty vận chuyển đang có một anh nhân viên làm thêm tên là Somyong. Anh chàng này là một người rất chăm chỉ và luôn quan tâm đến mọi người nên được đồng nghiệp rất yêu quý. Khi nghe tin Somyong sắp tốt nghiệp đại học sau chặng đường 8 năm vừa học vừa làm, thì tất cả đều lên tiếng chúc mừng và yêu cầu Somyong phải khao một bữa để ăn mừng. Sau đó thì Somyong đi ra chiếc xe tải để chuẩn bị đi giao hàng, anh chàng nhìn thấy một túi đồ ăn tự nấu đặt sẵn trên xe. Và đây là món quà mà vợ anh bạn làm chung đã chuẩn bị để cảm ơn Somyong. Vì khi anh đồng nghiệp nằm viện một tháng thì Somyong đã gồng gánh việc cho anh ta. Lúc này thì Somyong lại nhận được tin nhắn thông báo thời gian sẽ tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp tại Đại học Hàn Quốc, khiến Somyong rất vui mừng. Bây giờ thì một luồng khói đen xuất hiện và bay lên xe tải. Anh chàng Somyong lái chiếc xe tải đi, nhưng lại cảm thấy rất buồn ngủ, nên định lấy một viên kẹo để lấy lại sự tỉnh táo. Thì lại bị bàn tay ma quỷ chạm vào, khi đã cho viên kẹo vào miệng nhưng Somyong lại càng buồn ngủ hơn và lại đạp ga mạnh hơn. Anh chàng bừng tỉnh dậy để cố điều khiển vô lăng thì lại bị bàn tay đầy móng vuốt chạm vào, khiến chiếc xe tải bắt đầu loạng choạng. Hanbom bây giờ đang đứng trước một giao lộ để chờ bước sang đường, tên quỷ bắt đầu điều khiển Somyong bẻ lái về hướng những người đang băng qua đường. Anh chàng sinh viên chợt tỉnh dậy và dùng mọi sức lực của mình có để bẻ lái chiếc xe tải né được những người đi đường. Sau đó thì chiếc xe tải cũng bị lật nhào trên đường. Những chiếc xe khác chạy đến và liên hoàn tông vào chiếc xe tải. Sau đó thì một chiếc xe ben chạy đến và ủi chiếc xe tải đi, khiến anh chàng Somyong bị nằm bất động. Hanbom đi đến gọi một anh tài xế, nhưng lại nhìn thấy hồn ma của anh ta đang đi đến. Lúc này thì những linh hồn khác cũng bắt đầu xuất hiện dày đặc và yêu cầu Hanbom hãy cứu lấy mình. Trong lúc cô nàng đang hoảng sợ, thì Kizu xuất hiện và che mắt Hanbom lại, và vòng tròn bảo vệ cũng được hình thành, nên khiến tất cả hồn ma đều tan biến đi. Khi Kizu đã hạ cánh tay xuống thì Hanbom hỏi, anh bảo tôi đã được chữa khỏi rồi mà, sao tôi vẫn còn nhìn thấy được những hồn ma chứ? Cô nàng quay lại thì Kizu liền gục luôn lên vai mình, với mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, sau đó thì anh chàng ngất xỉu luôn xuống đất. Hanbom cõng Kizu lên những bậc thang cao chót vót, rồi cũng lên được tới nhà mình. Cô nàng kéo anh chủ tiệm chụp ảnh vào nhà và nhận thấy, anh ta đang ốm nặng đến như vậy mà đi ra ngoài để làm gì chứ? Hanbom nhìn ngắm căn phòng thì thấy Kizu đã trưng bày rất nhiều bức tượng và đồ vật linh thiêng của nhiều tôn giáo khác nhau. Lúc này thì Kizu lên tiếng hỏi hôm nay mấy giờ thì mặt trời sẽ lặn vậy? Hanbom lấy điện thoại ra kiểm tra, thì thấy còn khoảng 20 phút nữa thì màn đêm sẽ buông xuống. Kizu nghe thấy thì cố gắng ngồi bật dậy. Hanbom sờ vào trán và hỏi tại sao anh lại bị cảm giữa mùa hè như vậy. Kizu bảo, đó là do tà khí của việc người sống cố gắng mở cánh cửa cho người chết. Tôi đã lựa chọn để mở cánh cửa cho ông giám đốc tài chính kia được siêu thoát. Nhưng không ngờ lại bệnh đến mức này. Tôi cần phải đến tiệm chụp ảnh ngay. Cô nghe tiếng còi hú cấp cứu ở bên ngoài không? Một khi có tai nạn liên hoàn xảy ra thì tiệm chụp ảnh sẽ rất đông đúc. Vì bị chết một cách đột ngột nên sẽ có nhiều người chất chứa những khao khát mãnh liệt. Hanbom yêu cầu được đi theo để phụ Kizu một tay, nhưng anh chủ tiệm bảo tôi biết cô đã rất hoảng sợ khi nhìn thấy những hồn ma trong vụ tai nạn khi nãy. Việc cô sợ hãi là rất đỗi bình thường nên không cần cố che đậy nó làm gì cả. Đêm nay cô cứ ngủ lại đây và đừng cảm thấy hoảng sợ gì cả. Ở tiệm chụp ảnh thì anh trợ lý Sung Ho cũng cật lực cân chỉnh lại vị trí xếp hàng và thu thập thông tin của các hồn ma đang tìm đến tiệm chụp ảnh này. Kizu tiến hành lau vết thương cho những vị khách hàng, còn Nam Gu thì phụ trách khâu phục vụ trà nước. Anh chủ tiệm tiến hành ghi lại ký ức cuối cùng cho một linh hồn ma nữ đang mang thai. Kizu nhẹ nhàng bảo với vị khách hàng này, vì đứa bé chưa ra đời nên không thể thành ma cùng cô được. Người phụ nữ này liền bảo, tôi muốn được chụp chung một tấm hình với đứa bé. Sau đó bà mẹ ôm đứa con trong bụng của mình rồi bật khóc, khiến Sung Ho và Nam Gu cũng phải đau lòng theo. Sau đó thì bà mẹ bầu cũng cố gắng tươi cười để chụp được một bức ảnh lần cuối với đứa con trong bụng của mình. Khi chụp hình xong thì lại bật khóc nức nở. Một lúc sau khi đã phục vụ xong tất cả những khách hàng hồn ma, thì Kizu kể cho Nam Gu nghe. Rõ ràng vòng an toàn của Hanbom vẫn còn có tác dụng, nhưng chính tôi là mục tiêu của vụ tai nạn lần này vì chiếc xe tải đó đã định tông vào tôi. Không biết có phải sứ giả thần chết đã ra tay không nữa. Sức mạnh to lớn của ông ta đã giam cầm tổ tiên nhà tôi với lời nguyền hơn 100 năm nay, nên chỉ có ông ta mới gây ra được vụ việc lớn như vậy. Cái chết của tôi cũng ngày càng cận kề hơn, chưa có một ai trong họ nhà tôi tránh được cái chết đã định trước đó cả. Sau đó khi tất cả đèn trong tiệm chụp ảnh đều được tắt đi, thì cánh cửa kết nối với âm trì của tiệm chụp ảnh lại được mở ra. Linh hồn của anh chàng Somyong bước vào và nói với anh chủ tiệm ảnh, tôi không cố ý làm như vậy đâu, chỉ vì tôi bị thiếu ngủ quá. Tại tôi mà nhiều người mới bị như vậy, tôi có tư cách để đến đây nữa sao? Kizu liền hỏi cậu muốn lưu lại ký ức cuối cùng gì trong cuộc đời mình. Bây giờ ở công ty thì cô nhân viên thử việc Ji-won đang một mình tăng ca ở chỗ làm để kịp làm xong báo cáo mà ông sếp đã giao cho, nhưng đột nhiên cô nàng lại bị chảy máu cam. Nên Ji-won liền nhớ lại lời khuyên của bác sĩ, cô phải giữ gìn sức khỏe thật tốt vì phép màu không đến hai lần đâu, nhưng Ji-won bây giờ quyết định phải tìm kế sinh nhai trước cái đã. Đột ngột hệ thống điện trong văn phòng lại bị chớp tắt và nhiều đồ vật cũng tự nhiên chuyển động, anh trợ lý Sung Ho liền mở một bộ phim lên, khiến Ji-won vô cùng bất ngờ,
Đột nhiên cô nàng quay sang và nói thẳng vào mặt anh chàng ma nam, tôi nhìn thấy hết đó, còn ma kia. Nhưng đó chỉ là những lời nói phông lông để cố giữ bình tĩnh của Ji-won mà thôi, sau đó thì cô nàng tiếp tục chiến đấu với bản báo cáo đang làm dở. Sáng hôm sau ông trưởng phòng đi đến công ty và thấy rất khó chịu khi cô nhân viên thử việc Kim Ji-won chưa có mặt tại công ty. Sau đó thì thấy cô gái mang một chiếc khăn tắm cùng một hộp kem đánh răng bước vào. Khi ông trưởng phòng lên tiếng hỏi, thì Ji-won giải thích tối qua tôi đã ở lại công ty để làm cho xong bản báo cáo. Tên trưởng phòng liền mở chiếc máy tính của Ji-won lên, thì thấy chỉ toàn phim hoạt hình mà thôi, nên liền lớn tiếng yêu cầu Ji-won hãy biến ra ngoài ngay lập tức, trong khi anh chàng ma nam sung hô thì tươi cười khoái chí. Hanbom thức dậy trong căn phòng của Kiju, sau đó thì nhìn thấy anh chàng có một tấm giấy ghi chú. Vạch ra kế hoạch sẽ đi đến quần đảo Pitcairn vào ngày 17 tháng 10 sắp tới, chắc anh ấy định đi cùng với ai nên mới có hai tấm vé thế này. Hanbom mở cửa đi ra ngoài, thì Kiju xuất hiện và hỏi, cô có thích cún không? Sau đó thì một con chó chạy đến và có thể tiến lại được gần Hanbom. Kiju liền bảo vậy là khu vực an toàn không có tác dụng rồi. Cô nàng bây giờ mới nhận ra con chó này thật chất lại là một con chó hồn ma. Kiju liền hỏi Hanbom, tối hôm trước cô sắp bị một ác quỷ đốt cháy mái tóc phải không? Lúc đó không có tôi ở đó, lần đầu tôi nhìn thấy vòng tròn an toàn là khi tấm bảng hiệu rơi xuống đất và khi ấy thì tôi đang ở cạnh cô. Anh chàng liền đi đến cạnh Hanbom, sau đó thì bước lại gần hơn một chút thì chiếc vòng bảo vệ cũng hiện ra, khiến con chó hồn ma cũng lùi ra xa. Kiju liền đo khoảng cách thì xác định cự ly tác dụng là 2 gang tay. Đó là khu vực an toàn của hai chúng ta. Hanbom tỏ ra ngượng ngùng và bảo tôi có thấy vòng tròn nào đâu. Kiju liền dùng hai cánh tay để mô tả lại phạm vi của vòng tròn bảo vệ cho Hanbom biết, khiến cô nàng bị sao xuyến và nhớ lại những lần mà Kiju đã xuất hiện kịp thời để bảo vệ mình. Sau đó thì nói với anh chủ tiệm ảnh, không lẽ anh thích tôi sao, vì anh cứ liên tục quan tâm và giúp đỡ tôi. Kiju tiếp tục bước lại gần và bảo, thứ mà tôi thích chính là vòng tròn của cô Hanbom, nếu duy trì được khoảng cách 2 gang tay thì cả hai chúng ta đều được bảo vệ. Hanbom đi giặt đồ và chút nỗi bực tức lên quần áo vì bị Kiju tặng một con sông quê vào mặt và vạch định ranh giới rõ ràng trong mối quan hệ của hai người. Anh chàng Sumiong đến trường đại học Seoul và buồn bã nhìn ngắm những bạn bè cùng khóa đang mặc vào bộ đồ của một tân cử nhân. Bây giờ thì Kiju cũng xuất hiện cùng một bó hoa trên tay. Để chúc mừng ngày lễ tốt nghiệp của anh chàng khách hàng ma, cả hai đi vào khu vực trao bằng tốt nghiệp. Sumiong liền hướng ánh mắt về tấm bằng đại học và nói với Kiju, tôi rất muốn nhận được tấm bằng đó, nhờ có anh nên tôi mới đến được nơi này để nhìn ngắm nó. Anh cứ đi giúp đỡ những người còn khẩn thiết hơn tôi. Vì tôi mà họ mới chết đi. Kiju liền bảo vụ tai nạn đó không phải là lỗi của anh đâu, mà anh đến tiệm chụp ảnh là vì lễ tốt nghiệp này à? Anh chàng ma nam cũng kể tôi đã mất 28 năm mới lấy được tấm bằng tốt nghiệp này. Khi vừa mới sinh ra tôi đã bị bỏ lại ở trước nhà thờ và nằm trong một chiếc túi giấy của tiệm mì. Tên của tôi cũng được đặt theo tên của tiệm mì đó. Trong suốt quá trình lớn lên, tôi luôn là người có lỗi trong mọi chuyện và luôn bị những bậc làm cha làm mẹ mắng là kẻ không có bố mẹ để dạy dỗ cho đàng hoàng. Tôi cũng bị buộc thôi học vì không có người giám hộ đứng ra bảo lãnh sau cuộc ẩu đả. Tôi đã trở thành một shipper để kiếm sống và tiếp tục con đường học tập của mình và cũng không khỏi mủi lòng khi chứng kiến những đứa trẻ khác được bố mẹ yêu thương và có một gia đình hạnh phúc. Tôi đã cố gắng rất nhiều mới đỗ được vào Đại học Seoul. Tôi đã trải qua suốt 8 năm để lấy được tấm bằng. Đối với tôi, tấm bằng là thứ duy nhất công nhận những cố gắng và nỗ lực của tôi. Anh chàng Ma Nam Gu bây giờ đi đến một ngôi chùa để tham gia lễ tưởng niệm của chính mình với sự có mặt của cô vợ và rất nhiều đồng nghiệp cảnh sát khác. Nam Gu nhớ lại vào cái ngày cuối cùng mà mình bước ra khỏi nhà để bắt tên tội phạm Park Do-chiu và đó cũng là ngày kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng mình. Lúc ấy thì Na-jae đã bảo là có chuyện muốn nói với mình, nhưng mình lại đi gấp quá nên chưa kịp nghe điều mà cô ấy muốn nói. Sau đó thì mình đã chiến đấu với tên tội phạm Park Do-chiu. Sau cùng thì mình cũng còng được một tay của hắn, nhưng lại bị hắn ta tặng cho một mũi dao vào ngay bụng. Mình đã cố gắng bấm gọi cho Na-jae của mình nhưng không còn kịp nữa. Bây giờ thì anh bạn cảnh sát đồng nghiệp cũng hứa với cô vợ Na-jae, chúng tôi nhất định sẽ bắt được tên Park Do-chiu để anh Nam Gu được yên lòng mà ra đi. Cô vợ Na-jae liền hỏi về chiếc bộ đàm chưa bị thu hồi của chồng mình, nhưng anh cảnh sát này bảo không hề biết gì về chiếc bộ đàm đó cả. Lúc này thì Kiju đóng giả làm giám đốc của một quỹ học bổng và cùng một anh phóng viên đến gặp ông hiệu trưởng trường Đại học Seoul và yêu cầu nhà trường hãy tặng cho anh cố sinh viên Sumiong đó một tấm bằng danh dự vì quá trình phấn đấu vừa học vừa làm chăm chỉ và gương mẫu của cậu ấy. Ông hiệu trưởng cũng hứa tôi sẽ chuẩn bị bằng tốt nghiệp và gửi cho anh ngay. Sau đó khi cả hai bước ra về thì anh trợ lý Sung Ho cũng bay ra khỏi thân thể của anh phóng viên kia. Hanbom hẹn cô bạn Ji-won ra nhậu cùng mình. Cô nàng luật sư bày tỏ sự bức xúc của mình vì rõ ràng anh chàng chủ tiệm ảnh kia đã cứu mình khi mình sắp bị thiêu chết. Lúc mình sắp bị xe tông thì anh ta cũng xuất hiện bảo vệ mình, còn thức cả 3 ngày đêm vì mình nữa. Vậy mà anh ta bảo là không thích mình. Anh ta đến rất gần mình nhưng luôn vạch rõ ranh giới với mình. Ji-won bảo có khi anh chủ tiệm ảnh đó vừa đẹp trai lại vừa bị điên đấy. Sau đó thì Ji-won cũng kể cho Hanbom nghe. Hình như công ty của mình có ma ám đấy,
Nghe đồn là có anh nhân viên đã chết ở đó nhưng không chịu rời đi, Han Bom liền đưa cho cô bạn hai túi trừ tà. Một túi muối và một túi đậu, cậu phải luôn mang theo bên mình đó nhé. Ji Won liền bật cười một cái. Rồi cũng nói lời tạm biệt để về công ty cày cuốc cho kịp nộp báo cáo vào sáng ngày mai. Khi cô bạn vừa rời đi thì Han Bom thì thầm, cũng đẹp trai nhưng tiếc là lại bị điên. Cô nàng bước đi về nhà, thì anh trợ lý Sung Ho chạy ra rủ Han Bom hãy vào tiệm ảnh, vì càng đông người thì sẽ càng tốt. Nói xong thì Sung Ho lao vào bên trong. Lúc này thì anh chủ tiệm chụp ảnh cũng đang thực hiện nghi thức trao bằng tốt nghiệp đại học cho anh tân cử nhân So Mi-ong ở bên trong. Han Bom bước vào và cùng vỗ tay chúc mừng. Anh khách hàng ma thầm ước nếu các anh ở chỗ làm cũng tham dự được thì hay biết mấy. Sau đó thì gật đầu cảm ơn Ki-ju và mọi người ở tiệm chụp ảnh. Rồi nhận bó hoa chúc mừng từ Nam-gu, Ki-ju thông báo bây giờ chúng ta sẽ chụp một tấm ảnh tốt nghiệp nhé. Đúng lúc này thì anh chàng lại nhận được điện thoại từ ông hiệu trưởng trường đại học trách mắng. Sao cậu lại kêu tôi trao bằng tốt nghiệp danh dự cho một kẻ giết người chứ? Cậu xem tin tức đi. Tôi sẽ hủy bỏ tấm bằng danh dự đó. Ki-ju liền yêu cầu Sung Ho hãy mở bản tin lên. Thì thấy đài truyền hình đưa tin về vụ tai nạn liên hoàn khiến 25 người thiệt mạng vào hôm trước. Nguyên nhân được cho là do tài xế công ty vận chuyển ngủ gật khi lái xe. Anh So Mi-ong đã lái xe trong tình trạng mệt mỏi vì phải làm việc quá sức suốt một thời gian dài. Nhưng công ty vận chuyển nơi anh ấy làm việc đã thông báo rằng họ đã tuân thủ giờ làm việc theo đúng quy định của pháp luật và nhấn mạnh anh So Mi-ong không phải là nhân viên của công ty, mà chỉ là nhân viên hợp đồng mà thôi. So Mi-ong nghe tin tức thì liền vứt tấm bằng tốt nghiệp xuống và nhanh chóng rời đi. Bây giờ ở công ty vận chuyển thì ông sếp đang cầm tập hồ sơ phân bổ giờ giấc làm việc của So Mi-ong trên tay và tập hồ sơ này cảnh sát đã tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn nên đã đem trả lại cho công ty vận chuyển. Ông sếp mở tập hồ sơ ra thì thấy nó ghi lại chi tiết lịch trình làm việc dày đặc của So Mi-ong. Anh nhân viên Chun-su đi đến và bày tỏ sự bực tức khi bị công ty giao việc quá nhiều nên không thể đến viếng tang lễ của So Mi-ong được. Công ty không những không bênh vực mà còn định đổ hết mọi tội lỗi lên đầu thằng nhóc đáng thương đó nữa. Ông sếp bảo chỉ cần các cậu im lặng thì tất cả tài xế sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty. Khi đó các cậu sẽ được đóng bảo hiểm lại còn được trợ cấp y tế và được giảm số giờ làm nữa. Nói xong thì ông ta đốt luôn tài liệu sao chép công việc của cậu nhân viên quá cố So Mi-ong để thiêu hủy toàn bộ chứng cứ. So Mi-ong ngồi buồn bã tại tang lễ vắng tanh như chùa Bà Đanh của mình. Anh chủ tiệm chụp ảnh đi đến rồi thực hiện nghi thức để viếng So Mi-ong. Sau đó thì nói với anh khách hàng ma, chắc cậu không tin nhưng luôn có những loại ma quỷ gây hại cho con người. Anh đã bị loại ma đó quấy nhiễu nên mới xảy ra tai nạn. Anh đã cố bẻ lái để cố cứu người mà. So Mi-ong bảo vì tôi bẻ lái nên những người khác mới phải chết. Tôi phải làm sao đây? Tôi thật sự cảm thấy rất có tội với họ. Ki-ju phân tích cho Han Bom cùng hai cậu bạn ma nghe. So Mi-ong đã làm việc hơn 70 giờ một tuần trong suốt nửa năm qua. Công ty đã đẩy cậu ấy vào tình thế bắt buộc phải làm việc quá sức và lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu ấy nữa. Dù có là ma đi nữa thì cũng phải tìm lại công bằng cho cậu ấy. Sung Ho đề xuất tôi sẽ nhập vào ông hiệu trưởng để ngăn việc hủy bằng tốt nghiệp lại. Nhưng Nam Gu bảo việc đó không lấy lại được danh dự cho khách hàng của chúng ta. Han Bom đề nghị dùng pháp luật để giải quyết. Vì luật có quy định nếu chủ doanh nghiệp không đảm bảo được an toàn cho người lao động dẫn đến bị tai nạn về người, thì sẽ bị phạt ít nhất 1 năm tù hoặc nộp phạt tối đa 1 tỷ won. Dù So Mi-ong chỉ còn một ngày nữa, nhưng may mắn cho anh ta là đã gặp được một luật sư tài giỏi đang rảnh rỗi như tôi, nhưng cần tìm một thân chủ còn sống. Ki-ju liền xung phong sẽ đi tìm vị thân chủ đó. Han Bom yêu cầu Ki-ju hãy thực hiện cho mình một mong ước, xem như là chi phí thuê luật sư. Sau đó Ki-ju đi đến công ty vận chuyển để tìm anh nhân viên Chun-su và kêu gọi anh nhân viên này hãy nói ra những điều tiêu cực của công việc này. Nhưng anh nhân viên bảo tôi không biết gì cả, tôi bận lo miếng cơm manh áo đã quá mệt mỏi rồi cậu hiểu chưa? Tôi giúp rồi bị đuổi việc thì cậu có lo cho tôi được không? Khi nghe Ki-ju nhắc đến lễ tốt nghiệp của So Mi-ong thì anh nhân viên này lớn tiếng quát mắng. Sau đó thì giải thích với ông sếp là anh ta nhầm người thôi. Ki-ju tiếp tục nói, So Mi-ong bảo cái tên Seon-u sẽ rất hay, ý nghĩa là sự khôn ngoan và chính trực. Anh thử nghĩ cho con trai anh đi, nếu anh không đấu tranh chống lại cái xấu, thì sau này con anh lớn lên liệu nó có phải gánh chịu những chuyện bất công như thế này không? Ki-ju đặt tập hồ sơ xuống rồi bước đi ra về. Anh nhân viên Chun-su nhớ lại mình đã từng khoe với So Mi-ong về đứa con trai kháu khỉnh vừa mới chào đời của mình và yêu cầu chàng sinh viên chăm chỉ học giỏi này hãy nghĩ ra một cái tên cho con trai của mình. Chun-su mở tập hồ sơ ra thì thấy đó là đơn ủy quyền tố tụng. Anh nhân viên Chun-su chuẩn bị lái xe đi giao hàng thì nhận được điện thoại của cô vợ và nhìn ngắm đứa con trai kháu khỉnh của mình. Khi cô vợ hỏi anh đã nghĩ ra tên gì cho con chưa thì anh chồng bảo sẽ đặt tên con là Seon-u. Còn Han Bom bây giờ đang ngồi đối diện cùng cô luật sư hậu bối Ji-jong để đòi lại công bằng cho anh nhân viên quá cố So Mi-ong. Nhưng cô luật sư Ji-jong bảo bảng ghi chép công việc đều rất bình thường, cậu nhân viên So Mi-ong cũng là nhân viên hợp đồng nên không có ràng buộc gì với công ty cả. Han Bom liền đưa ra bảng ghi chép công việc được thống kê dựa theo định vị của xe giao hàng, cho thấy So Mi-ong đã giao hàng hơn 10 tiếng mỗi ngày. Cô luật sư Ji-jong liền đưa ra bảng ghi chép công việc mà mình có, chứng minh số giờ làm hợp lý dành cho các tài xế, đến giờ cũng không có nhân viên nào đưa đơn phản bác về nó cả.
Nhưng mà chị đến đây để thỏa thuận thay cho một người đã chết à? Muốn đàm phán thì phải có thân chủ chứ. Sao mà chị tốt nghiệp trường luật được cũng hay thật. Đúng lúc này thì anh nhân viên Chonsu dẫn thêm ba anh đồng nghiệp cầm tập hồ sơ ủy quyền bước vào và thông báo, chúng tôi là thân chủ và là người đâm đơn kiện. Bây giờ thì Kiju cũng bước vào, và trước đó thì anh nhân viên Chonsu đã tập hợp được ba anh bạn đồng nghiệp từng rất thân thiết với Somyeong đến gặp mặt ông sếp và tuyên bố, chúng tôi sẽ kiện công ty vì chúng tôi không muốn đạp lên Somyeong để có một vị trí nhân viên chính thức. Sau đó lần lượt từng người đập chiếc bảng tên nhân viên xuống trước mặt ông sếp và thông báo tôi sẽ nghỉ việc. Chonsu thông báo đây là món quà tốt nghiệp chúng tôi dành cho Somyeong. Sau đó tất cả hiên ngang bước ra ngoài. Đột nhiên tấm bảng tên chức danh tổ trưởng của ông sếp bay lên và rớt xuống đất. Anh trợ lý Sung Ho tiến hành đột nhập vào máy tính của ông tổ trưởng này để thu thập bằng chứng ông ta đã biển thủ công quỹ công ty trong suốt thời gian qua. Sau đó thì bấm gửi cho các sếp lớn ở tổng công ty. Bốn anh nhân viên đi ra ngoài và biết rằng phải giao hết hàng trong hôm nay thì mới êm đẹp mà nghỉ việc được. Đột nhiên tất cả hàng hóa cần giao đi đều biến mất. Và những tin nhắn báo giao hàng thành công lần lượt ập đến. Lúc này thì anh chàng Nam Gu cũng đang dùng khả năng của mình để những kiện hàng có thể tìm đến đúng nơi nó cần đến. Bây giờ thì anh nhân viên Chonsu cũng đưa cho Han Bom những tờ tường trình và bằng chứng mà mình có được. Cô luật sư Han Bom yêu cầu cô luật sư hậu bối hãy hồi phục danh dự cho người đã mất, khắc phục môi trường làm việc và thanh toán tiền lương làm thêm cho nhân viên hợp đồng nữa. Han Bom liền nhìn về Kiju và mỉm cười một cái. Sau đó thì một lễ tốt nghiệp bài bản cũng được tổ chức tại tiệm chụp ảnh. Kiju bắt đầu trao bằng cho Somyeong với sự chứng kiến của ba người anh tại công ty vận chuyển. Tất cả cầm hoa lên để tặng cho cậu em đồng nghiệp dễ thương chăm chỉ của mình. Chonsu cũng nói lời xin lỗi đến Somyeong. Vì bọn anh đã mờ mắt khi được hứa sẽ trở thành nhân viên chính thức. Anh từng hứa sẽ coi cậu như em ruột, nhưng lúc cậu cần anh thì anh lại quên chuyện đó đi. Sau đó thì tặng cho Somyeong một món quà. Anh chàng ma mở món quà ra thì thấy đó là một chiếc cà vạt. Chonsu chật vật thắt cà vạt vào cho Myeong Jun và bảo, những người giao hàng như bọn anh làm gì có cơ hội mà thắt cà vạt đâu. Nhưng Somyeong của anh đẹp trai quá nên làm lu mờ luôn cả chiếc cà vạt này đấy. Sau này dù cậu có bất cứ ở nơi nào, dù cậu có sinh ra ở đâu đi chăng nữa, thì cậu vẫn mãi mãi là một phần của tụi anh nhớ chưa, ôm nhau một cái nào. Chúc mừng tốt nghiệp nhé em trai của anh. Sau đó thì tất cả cùng anh cử nhân Somyeong bắt đầu lưu giữ lại một hình ảnh cuối cùng trước khi chàng trai trẻ ra đi. Sau đó khi Kiju đi về nhà, thì Han Bom đột nhiên xuất hiện và yêu cầu anh chàng hãy đáp ứng mong ước của mình. Cô nàng lấy ra hai cái ly và hai chai rượu cùng mồi để nhắm. Han Bom ngồi lại gần Kiju và thông báo anh đã ở trong khu vực an toàn rồi. Nên anh hãy uống hết một hơi ly này đi, hơn 30 tuổi đầu mà chưa từng uống một giọt rượu nào thì người ta tưởng anh là người ngoài hành tinh đấy. Kiju cũng cho ly rượu vào miệng rồi lại nhả ra và hỏi, sao cô lại uống được thứ nước này chứ? Cô nàng bảo cái này là mùi vị của người lớn đấy. Uống một lần nữa sẽ thấy ngon hơn, Kiju cũng tin tưởng rồi làm thêm một hớp nữa và đã cảm thấy ổn hơn. Sau khi đã cho một lượng men vào trong người, thì Han Bom bày tỏ sự vui mừng vì lâu lắm rồi mình mới có cảm giác được thắng kiện và yêu cầu Kiju phải trả phí luật sư cho mình. Anh đừng dọn nhà đi. Sau 3 tháng nữa anh sẽ đến quần đảo Pitcairn mà, từ đây đến đó anh cho tôi thích anh được không? Tôi từng bị đá một lần rồi nên lần này tôi mới mượn rượu để tỏ tình đấy. Tiệm ảnh của anh là nơi dành cho người không có ngày mai ghé qua, nhưng chúng ta hãy phát triển mối quan hệ thành những người sẽ gặp được nhau vào ngày mai đi. Bất kể sau này có thế nào thì chúng ta vẫn hứa với nhau là ngày mai sẽ gặp lại đi. Kiju cũng đưa ngón tay ra để móc ngoéo với Han Bom và trượt bàn tay vào nhau để đóng dấu. Sau đó thì Han Bom chủ động chạm luôn vào môi của anh chủ tiệm chụp ảnh, rồi lại nói, hẹn gặp lại anh vào ngày mai nhé. Sau đó thì Han Bom cũng bước ra về. Kiju bần thần ngồi ở lại và tự hỏi, vừa rồi cô ấy đã làm gì với mình vậy? Và vào lúc nhỏ, khi Han Bom đang ngồi xe cùng bố mẹ mình để đi đến thăm bà, lúc đi vào một hầm chui, thì có một chiếc xe đang chạy theo hướng ngược lại và liên tục lạng lách chiếc xe qua lại. Sau đó thì tông vào chiếc xe mà bố của Han Bom đang cầm lái, khiến nó bị lật úp trên đường. Cô bé Han Bom bị mắc kẹt trong xe và liên tục gào khóc gọi bố mẹ mình. Khi ông chú của Kiju vừa mất tích, thì một vết sẹo biểu tượng của máy chụp ảnh cũng đã xuất hiện trên người của cậu cháu trai, cho thấy Kiju chính là người được chiếc máy ảnh lựa chọn tiếp theo. Sau đó thì Han Bom đã đi đến tiệm chụp ảnh cùng một chiếc máy ảnh cầm trên tay và cũng trở thành vị khách hàng đầu tiên trong sự nghiệp kế thừa của anh chủ tiệm Seo Kiju. Cậu chủ tiệm chụp ảnh hỏi khi tới đây em có cầm theo một chiếc máy ảnh, em không biết chủ nhân của nó là ai à? Sau đó thì Kiju cũng tiến hành chụp ảnh cho cô bé này. Sau khi nhấn nút chiếc máy ảnh lần thứ hai thì cánh cửa kết nối với âm phủ cũng được mở ra. Nhưng cô bé khách hàng khi đó không hề biến mất, cô bé bắt đầu dùng khả năng của mình để quậy tung tiệm chụp ảnh lên. Lúc này thì Kiju cũng phát hiện cô bé có một vết sẹo trên bàn tay giống y như mình, nhưng khi ấy cô bé này lại giới thiệu em tên là Giang Su. Sáng ngày hôm sau thì Han Bom tỏ ra rất ngượng ngùng với những câu nói và hành động mà mình đã làm với Kiju vào tối hôm qua. Một lúc sau thì Kiju cũng thông báo, còn 84 ngày nữa thì tôi sẽ không còn ở đây. Han Bom liền hỏi anh đến quần đảo Pitcairn để làm gì vậy, anh đi định cư hay muốn làm gì ở đó? Lý do anh cứ liên tục đá tôi là vì kế hoạch tương lai đó sao?
Hóa ra điện thoại anh không có lưu một số nào vì anh không muốn dây dưa với bất kỳ một ai. Nhưng biết đâu được lỡ như tới lúc anh chuẩn bị đi, anh lại thích tôi phát điên lên được nên không muốn đi nữa thì sao? Kizu khẳng định sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Vì mọi thứ trong cuộc đời tôi đều được sắp xếp bởi người khác, chúng ta sẽ sớm không gặp lại nhau nữa, nên chúng ta đừng vượt qua ranh giới làm gì. Hanbom bực bội đi vào nhà, vì đã bị anh chủ tiệm chụp ảnh tìm cớ để từ chối tình cảm đầy lạnh lùng. Sau đó thì than thở với cô bạn Jiwon, rõ ràng đã hôn rồi cơ mà nhưng sao anh ta vẫn đá mình vậy. Cô bạn đề nghị Hanbom hãy dành thời gian để cầu nguyện và quên dần sự thất bại lần này đi, sau đó thì vội vã đi làm vì đã bị trễ giờ. Buổi tối đó thì có một cô gái cầm một chai rượu bước đi trên một cây cầu, sau đó cô ta đặt chai rượu xuống đất. Cô gái bấm gọi cho trung tâm tư vấn dành cho những người tuyệt vọng với cuộc đời. Cô gái Honju bảo bạn trai nói ghét tôi và muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời của anh ta. Bây giờ tôi không thể chống chọi thêm được nữa rồi. Anh nhân viên tư vấn lên tiếng an ủi và hỏi nơi mà cô gái Honju đang ở, nhưng cô gái này liền nói lời tạm biệt. Và cảm ơn anh nhân viên tư vấn vì đã lắng nghe tâm sự của mình bấy lâu nay, sau đó thì cô ta cũng cúp máy đi. Cô gái đặt chiếc điện thoại xuống đất và đeo tai nghe vào để nghe một bản nhạc cuối cùng. Cô gái nhớ lại những lời phủ phàng mà bạn trai đã nói với mình, cùng những lời xua đuổi đầy nặng nề mà bố mẹ của bạn trai dành cho mình, nên cô gái quyết định đánh đu lơ lửng trên thành cầu. Khi chuẩn bị buông tay ra, thì anh nhân viên tư vấn đột ngột xuất hiện ngăn cản và thuyết phục cô gái này. Cô hứa là sẽ gọi điện cho tôi vào mỗi 8 giờ tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần mà, cô Honju phải giữ lời hứa đó chứ. Anh chàng leo qua lan can để đứng cùng cô gái Honju, sau đó thì cũng dìu cô gái này được vào bên trong. Đột nhiên cô gái bị hốt hoảng bởi một thứ gì đó, nên liền đẩy anh nhân viên tư vấn này xuống dòng nước ở bên dưới cây cầu. Cô gái Honju liền bỏ chạy khỏi hiện trường và tất cả mọi chuyện đã được camera quay lại. Kizu khi đang ở công viên thì nhận được điện thoại của Hanbom, yêu cầu anh chàng phải nhận một bưu kiện giúp mình được gửi đến tiệm chụp ảnh. Sau đó thì rất nhiều thùng hàng được vận chuyển đến tiệm chụp ảnh của Kizu, anh giao hàng cũng yêu cầu Kizu phải ký nhận. Hanbom bất ngờ xuất hiện và thông báo, tôi đã tìm được cách để chúng ta được an toàn nhất rồi, tôi sẽ đặt văn phòng luật sư của tôi ở chỗ này. Tôi đã định mở văn phòng ở chỗ khác nhưng lại sợ có ma xuất hiện, ban ngày tôi sẽ sử dụng chỗ này làm văn phòng luật sư. Còn anh thì sử dụng vào ban đêm, dù sao thì anh cũng dùng tiệm chụp ảnh này để ngụy trang cho cánh cửa phía sau thôi mà. Với lại tôi cũng là chủ của ngôi nhà này, Kizu liền nói lời từ chối vì tôi đã trả tiền thuê nhà đều đặn mỗi tháng cho cô rồi. Cô luật sư liền dọa sẽ tố cáo việc Kizu mở tiệm chụp ảnh mà chưa có giấy phép kinh doanh. Cô nàng đưa ra bản cam kết sử dụng chung văn phòng với các điều khoản vô cùng nghiêm ngặt, sau đó thì sấn tới và nói với anh chủ tiệm chụp ảnh. Chúng ta phải ở gần nhau thì mới được an toàn. Cô nàng đưa cây bút ra và yêu cầu Kizu phải ký vào bản cam kết. Kizu cũng nhanh chóng ký tên vào hai bản cam kết, sau đó thì cả hai bắt tay với nhau một cái để kỷ niệm sự hợp tác này. Jiwon khi đang làm việc tại công ty, thì chiếc điện thoại của cô nàng cũng bay lên lơ lửng, sung hô bắt đầu xem những bức hình mà Jiwon đã chụp khi đi du lịch vòng quanh thế giới. Lúc này thì ông trưởng phòng gọi Jiwon đến, sau đó thì đưa cho cô nhân viên thử việc một quyển sách to bự và yêu cầu Jiwon hãy tóm lược quyển sách này cho tôi. Con trai tôi đang chuẩn bị xin việc nên không có thời gian làm đề án, cô làm giúp con tôi đi nhé. Sung Ho chứng kiến cảnh tượng này thì nhớ lại câu chuyện tương tự của mình vào 3 năm trước, khi ấy thì tên trưởng phòng này cũng yêu cầu mình phải viết hộ hồ sơ xin việc cho con gái ông ta. Tên trưởng phòng đã lấy kỳ xét duyệt năng lực sắp tới để ép mình phải làm hộ ông ấy việc này, Jiwon bây giờ định mạnh dạn nói lời từ chối. Nhưng rồi cũng phải gượng gạo chấp nhận làm bản đề án này cho con gái của tên trưởng phòng, khiến Sung Ho khó chịu ra mặt, nên anh chàng liền đi theo tên trưởng phòng đến thang máy. Sau đó thì nhập vào một cô lao công, bà lao công bắt đầu giả vờ nói chuyện điện thoại thật lớn tiếng, cháu bà đi học bị một thằng bạn trong lớp bắt làm bài tập thay cho nó hả? Vốn dĩ những đứa đi học mà nhờ người ta làm bài tập hộ, lớn lên thì cũng sao chép luận văn của người khác, rồi cuộc đời cũng chẳng ra thứ gì đâu. Cái gì cơ, bố nó kêu nó làm vậy ấy hả? Cái ngữ bố mẹ như vậy thì dù có làm sếp lớn ở công ty thì cũng chỉ biết hành hạ người khác mà thôi. Tên trưởng phòng nghe được thì cảm thấy nhột hết cả người, sau đó khi hắn vừa bước đi ra ngoài thì bị bà lao công tặng cho một xô nước bẩn vào người. Bà lao công lạnh lùng bảo do tôi lỡ tay thôi, rồi vội vàng đóng cửa thang máy lại. Hanbom đem một chiếc bánh pizza đến, sau đó thì thắp một nén nhang rồi hành lễ để dâng cho hai anh chàng ma ở tiệm chụp ảnh ăn. Kizu bước về và tỏ ra rất khó chịu khi có mùi đồ ăn ở trong tiệm chụp ảnh của mình, nhưng khi nhìn thấy sự có mặt của Hanbom thì anh chàng liền hạ giọng xuống. Một lúc sau khi tất cả đang ăn pizza cùng nhau thì Hanbom xem được bản tin thông báo ông công tố viên trưởng Lee Hyeon cũng là sếp cũ của mình đã được thăng chức lên làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp và được đích thân Tổng thống đề cử lên vị trí này. Sung Ho liền chuyển sang một kênh khác thì thấy tin tức một chàng trai 20 tuổi đã thiệt mạng. Anh ta hiện đang là tình nguyện viên của Trung tâm Tư vấn Phòng chống tự sát. Đây là hình ảnh một cô gái đang đứng chênh vênh trên cây cầu Seoul tối hôm trước. Đột nhiên chàng trai Choi Hun xuất hiện và ngăn cản cô gái này, nhưng bất ngờ sau đó cô gái đã đẩy mạnh chàng trai xuống bên dưới và vội vàng bỏ chạy. Tất cả xem bản tin thì tỏ ra rất ngờ vực,
Kiju cũng tự hỏi liệu cô gái này có bị ác ma điều khiển giống anh chàng Somyeong trước đó không. Sau đó thì cũng đến giờ mở tiệm chụp ảnh. Khi cả ba đã bước vào bên trong, thì anh chủ tiệm ngăn Hanbom lại và bảo, không phận sự miễn vào, bản thân tiệm chụp ảnh đã là khu vực an toàn rồi nên cô không cần bảo vệ tôi đâu. Anh chàng lạnh lùng dùng tay xô Hanbom một cái. Sau đó thì cánh cửa kết nối với âm phủ của tiệm chụp ảnh cũng mở ra, đột nhiên lại có nước chảy ra ở bên dưới. Anh chàng tư vấn viên vừa xuất hiện trên TV bước vào với toàn thân lạnh lẽo và được Nam Gu giữ ấm cho. Anh chàng khách hàng ma liền bảo, giúp tôi tìm Honju đi. Sau khi đã uống một tách trà nóng, thì anh khách hàng này kể, Honju là người mà tôi đã phụ trách tư vấn vào 6 tháng trước. Cô ấy đã gọi đến trung tâm tư vấn và bày tỏ sự chán nản với cuộc sống của mình và cảm thấy không còn lý do nào để sống tiếp cả. Tôi đã cố gắng an ủi cô ấy và hứa sẽ đợi cô ấy vào mỗi 8 giờ tối mỗi thứ 3 và thứ 5 hàng tuần để lắng nghe tâm sự của cô ấy. Kể từ đó thì tôi luôn cố gắng xuất hiện đúng giờ để lắng nghe tâm sự của Honju và cuộc sống của Honju cũng ngày một tốt hơn. Những câu chuyện mà cô ấy kể cho tôi nghe cũng dần trở nên tươi sáng và vui vẻ hơn. Một hôm cô ấy hí hửng gọi điện thông báo cho tôi là cô ấy đã có bạn trai rồi. Khiến tôi cũng vui lây cho cô ấy. Nhưng không lâu sau đó thì cô ấy lại gọi điện báo tin bạn trai muốn chia tay và cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Anh ấy là tất cả đối với tôi nên tôi không còn thiết tha với điều gì nữa. Tôi cũng đã dùng mọi lời lẽ có thể để an ủi cô ấy. Honju đã ra tín hiệu nhờ tôi giúp đỡ. Là một tư vấn viên nhưng tôi lại không thể giúp đỡ được cô ấy. Tôi muốn được thực hiện buổi tư vấn cuối cùng với Honju. Đằng nào thì tôi cũng chết rồi. Nên tôi hy vọng Honju phải sống thật hạnh phúc và không suy nghĩ cực đoan nữa. Xin mọi người hãy tìm cô ấy giúp tôi. Sung Ho nghe được thì thấy anh chàng này ngầu vô cùng. Sáng hôm sau Kiju đi ra ngoài thì nghe thấy anh khách hàng ma Choi Hun đang nói chuyện cùng Hanbom. Khi nhìn thấy Choi Hun nắm tay Hanbom, thì Kiju liền xuất hiện và hỏi cậu đang làm gì thế. Anh khách hàng ma bảo luật sư Hanbom đã hứa sẽ biện hộ miễn phí cho những người tôi đã từng phụ trách tư vấn ở trung tâm. Nên tôi muốn cảm ơn cô ấy thôi. Sau đó thì Choi Hun cũng rời đi. Kiju tỏ ra hờn dỗi nên liền hỏi, sao cô lại hứa biện hộ miễn phí cho cậu ấy mà lại thu phí của tôi là sao? Hanbom liền bảo vì anh Choi Hun rất có tinh thần trách nhiệm, mặc dù chết đi rồi nhưng anh ta vẫn quan tâm tới những người mà mình từng tư vấn. Còn anh thì chẳng có tinh thần trách nhiệm gì cả, anh đã quá hời hợt với những lời thổ lộ của tôi còn gì. Khi Hanbom ngoảnh mặt bước đi thì Kiju liền cười nhẹ một cái. Kiju đi đến bấm chuông cửa ngôi nhà của cô gái Honju nhưng không ai ra mở cửa, anh chàng bây giờ phát hiện cửa nhà không hề khóa. Nên bước luôn vào bên trong và thấy nó vô cùng bừa bộn và đã bị lục tung cả lên, như thể cô gái Honju đã cố gắng bỏ trốn trước đó. Anh chàng Nam Gu đột nhập vào phòng quản lý camera giám sát khu vực cây cầu mà anh chàng khách hàng ma Choi Hun đã qua đời. Sau đó thì trích xuất lại đoạn video mà Honju đã xuất hiện trên chiếc cầu và nhận thấy cô gái này đã đột ngột thay đổi quyết định và tự tay đẩy Choi Hun xuống bên dưới. Nam Gu liền gửi đoạn video bất thường này cho anh chủ tiệm chụp ảnh xem. Kiju cũng rất thắc mắc tại sao Honju lại bỗng nhiên thay đổi hành động như vậy. Kiju đi đến chiếc cầu để xem xét, anh chàng đứng lên vị trí mà cô gái Honju từng đứng và thắc mắc liệu cô gái này có bị ác ma tác động như anh chàng Somyeong không. Sau đó thì anh cảnh sát từng giam giữ Kiju xuất hiện và yêu cầu Kiju hãy rời khỏi hiện trường vụ án mạng, nên Kiju cũng nhanh chóng rời đi. Bây giờ thì anh trợ lý Sung Ho cũng đang thuyết giảng cho anh khách hàng ma cùng Hanbom nghe về kỹ thuật để có thể nhập hồn vào người khác. Muốn làm được chuyện đó thì ít nhất cũng phải tồn tại 3 năm dưới tư cách là một hồn ma như tôi thì may ra mới thực hiện được. Trước tiên cần xác định mục tiêu và tập trung cao độ, sau đó thì chạy ảo đến. Lúc này thì anh chủ tiệm chụp ảnh cũng bước về, khi nhìn thấy Hanbom ngồi quá gần Choi Hun. Thì Kiju yêu cầu Hanbom phải trả lại chiếc ghế đó cho mình. Khi Choi Hun hỏi đã tìm được Honju chưa, thì Kiju liền lắc đầu. Và thắc mắc tại sao bỗng dưng Honju lại đổi ý và đẩy anh xuống vậy. Choi Hun bảo tôi cũng thấy lạ lắm, cứ như Honju biến thành người khác vậy. Sau đó thì anh chàng khách hàng ma bị run rẩy toàn thân với toàn nước ở bên dưới, nên Sung Ho liền dìu anh khách hàng ma này vào bên trong để sưởi ấm. Kiju liền nắm tay Hanbom lại và yêu cầu cô nàng đừng tin vào ma quỷ quá như vậy, không phải khách hàng ma nào tìm đến đây cũng nói thật hết đâu. Hanbom liền hỏi anh đang ghen à, Kiju liền cười một cái và bảo tôi không biết ghen là gì cả. Hanbom liền nhắc lại việc Kiju sẽ đến quần đảo Pitcairn và cảnh báo. Ở đó rất vắng người nên chắc chắn anh sẽ buồn thiu luôn đó. Kiju liền chỉ vào tờ giấy tìm người mất tích của ông chú Ki-won và bảo, tôi và chú tôi đã hẹn sẽ cùng nhau đến đó, nhưng chú ấy đã mất tích 20 năm nay rồi. Nhưng nếu không tìm được chú ấy thì tôi vẫn định đi một mình đến nó. Ngày hôm sau ở công ty thì cô nhân viên Ji-won lại tiếp tục bị ông trưởng phòng quát mắng vì đã sao chép đề án khiến con trai tôi bị nhà trường cảnh cáo đây này. Ji-won liền giải thích đó là đề án của tôi làm và đã từng được điểm A cộng đấy. Ông trưởng phòng liền yêu cầu cô nhân viên phải làm một đề án khác cho con trai mình. Nhưng Ji-won bảo hôm nay tôi đã xin nghỉ nửa ngày rồi, khiến ông trưởng phòng càng nổi điên hơn. Sau đó thì Ji-won tức tốc đi ra ngoài và đi xuyên qua hồn ma của anh trợ lý Sung Ho. Anh chàng ma nam đi vào cùng thang máy thì thấy Ji-won sắp đi đến một buổi hẹn hò trong vòng 15 phút nữa.
Sung Ho đi theo cô nhân viên Ji-won đi đến một bệnh viện. Anh chàng nghĩ rằng bạn trai của con nhỏ này chắc hẳn là một bác sĩ rồi, hèn chi mới có tiền đi du lịch vòng quanh thế giới trong khi lương bổng thì chẳng có bao nhiêu. Sau đó thì bác sĩ tiếp tục xem kết quả chụp khối u của Ji-won và thấy nó vẫn nhỏ đi rõ rệt. Từ xưa giờ tôi chưa từng thấy chuyện này xảy ra, Ji-won cũng kể cho bác sĩ nghe, tôi từng dùng hết số tiền của mình có để du lịch vòng quanh thế giới cho thỏa thích. Vì nghĩ mình chỉ còn sống được có một năm nữa, nhưng nếu thực sự kỳ tích đã xuất hiện thì tôi sẽ cố gắng mưu sinh để chống chọi đến cùng vậy. Nhưng mà hiện giờ tôi phải chịu đựng một thứ còn nghiệt ngã hơn cả ung thư nữa đấy. Bác sĩ có từng trải qua cái kiếp làm nhân viên thử việc chưa nhỉ? Ông bác sĩ yêu cầu Ji-won đừng làm việc quá sức vì bệnh có thể tái phát bất cứ lúc nào. Ji-won hứa tôi sẽ đến đây tái khám vào tháng sau. Vì rất sợ đến bệnh viện nên tôi để lời nhắc trong điện thoại của mình là một cuộc hẹn hò để cảm thấy hứng thú hơn. Sung Ho nghe được thì nhận ra mình đã hiểu lầm cô gái này. Cô chị luật sư Sumi chật vật bê một chậu cây kim tiền lên một con dốc cao chót vót để đến chúc mừng văn phòng mới của cô em hậu bối. Sau đó thì vừa thở hổn hển vừa nói với Hanbom, nghĩ sao mà để văn phòng luật sư ở trên núi thế này vậy em, mà sao chỗ này nhìn giống tiệm chụp hình quá vậy. Hanbom cũng giải thích đây là văn phòng em share với anh chủ tiệm chụp ảnh. Cô chị Sumi liền bảo em nghe tin ông Lee Hae-o lên làm bộ trưởng bộ tư pháp nên phát điên rồi à. Sao lại mở văn phòng dùng chung như thế này được nhỉ? Sau đó thì Hanbom nhờ và cô chị hãy nhận giúp mình những vụ án miễn phí đi. Sumi nghe được thì liền cười lớn một cái rồi phán, miễn phí cái con khỉ, nội việc em nhận biện hộ cho những vụ án trả phí em còn không đủ tiền sống nữa là. Hanbom bảo chị biết anh chàng đã qua đời vì cứu cô gái nhảy cầu không, anh ta được mệnh danh là người hùng quốc dân, đây là những người từng được anh ấy tư vấn ấy. Ki-su được Nam Gu báo tin nơi mà cô gái Hon-ju đang ở, nên anh chàng đi đến một chung cư để tìm, khi vừa bước lên cầu thang thì cô gái mà anh chàng muốn tìm cũng xuất hiện. Hon-ju nhận ra có người đang tìm mình nên liền bỏ chạy và đi lên tầng thượng của tòa nhà. Sau đó thì quay lại và ngồi quỵ xuống đất, Ki-ju cũng đi đến để nói chuyện với cô gái này. Ki-ju về tiệm chụp ảnh, rồi yêu cầu anh chàng khách hàng Ma Choi-hun hãy ngồi vào ghế để chụp ảnh. Choi-hun liên tục hỏi han về tình hình của Hon-ju, Ki-ju liền hỏi cậu gọi cô ấy là Hon-ju từ khi nào vậy, cậu bảo mới gặp cô ấy lần đầu vào ngày cậu chết mà. Anh chàng khách hàng Ma nghe được thì tỏ ra ấp úng, Ki-ju liền hỏi về đôi giày có hai chữ H mà Choi-hun đang mang và bảo. Tôi từng nhìn thấy nó ở nhà của Hon-ju. Ngôi nhà đó đang bị lục tung lên chỉ mỗi đôi giày đó là được để ngay ngắn thôi. Có vẻ như có một người nào đó đã đến và để nó lại vậy. Hai chữ H không phải là viết tắt tên của Hon-ju, mà là viết tắt từ tên của hai người là Choi-hun và Hon-ju. Và trước đó thì Hon-ju đã kể cho Ki-ju nghe, tôi đã giết anh ta vì hắn ta là kẻ bám đuôi tôi. Tôi đã báo cảnh sát vài lần nhưng họ bảo do tôi tự bày chuyện và không nghe lời tôi nói, đôi giày đó cứ nghiễm nhiên xuất hiện trong nhà tôi cùng những lời hù dọa. Mặc dù tôi đã vứt nó đi rồi, nhưng hắn ta vẫn liên tục gửi đôi giày đó đến cho tôi. Khi đứng trên cầu tôi nhìn thấy anh ta có đeo đôi giày đó, nên tôi đã hoảng loạn và đẩy hắn xuống cầu. Tôi không cố ý giết anh ta đâu, giá mà tôi không nhìn thấy đôi giày đó thì tốt biết mấy. Lúc này thì Ki-ju cũng đặt tay lên vai của tên Choi-hun và bảo, cậu chỉ cần biến mất thì Hon-ju sẽ được hạnh phúc. Hãy chụp một tấm hình và biến đi trước khi tôi còn nói chuyện tử tế. Tên Choi-hun liền đứng dậy và nói, Hon-ju phải ở bên cạnh tôi thì mới hạnh phúc được. Đưa cho tôi địa chỉ chỗ ở của cô ta ngay. Ki-ju liền bấm nút máy chụp ảnh, nhưng tên khách hàng Ma đã không thấy đâu nữa. Anh chàng quay lưng lại thì thấy tên Choi-hun đang trong bộ dạng của một ác quỷ, hắn liền bóp cổ anh chủ tiệm chụp ảnh, Nam Gu bây giờ cũng xuất hiện và tiến hành khống chế, sau đó thì bóp cổ tên Choi-hun, nhưng tên khách hàng Ma này tỏ ra rất lợi hại nên chiến đấu một trận nảy lửa với anh bảo vệ của tiệm chụp ảnh. Hắn xô ngã được Nam Gu rồi nhanh chân tẩu thoát ra bên ngoài. Ki-ju cảm thấy lo lắng nên cố gắng điện thoại cho Hanbom để thông báo tình hình, nhưng chưa thể liên lạc được, bất ngờ Hanbom lại gọi điện lại nên Ki-ju liền bắt máy và bảo, cô biết là tôi đang lo lắng cho cô lắm không? Nhưng Hanbom lạnh lùng nói, thật may mắn vì anh lo lắng cho cô gái này. Ki-ju nghe thấy thì nhận ra Hanbom đã bị tên ác ma Choi-hun nhập vào. Bây giờ thì Hanbom cũng đang ngồi trên đỉnh một cây cầu. Tên Choi-hun bảo bây giờ anh muốn cô ấy còn sống hay chết nào. Nói cho tôi nghe địa chỉ của Hon-ju nhanh lên. Sau đó thì hắn cũng cúp máy, rồi đứng dậy và tiến lên vị trí cao nhất của cây cầu. Phần 2 của bộ phim đến đây cũng đã hết. Nấm Mốc Review sẽ gửi đến các bạn phần tiếp theo trong thời gian tới. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.